chào các bạn, ok giờ rất là vui, tối hôm nay chúng ta cùng nhau live stream à, và rất là vui lòng quen với các bạn và hôm nay chúng ta bắt đầu à, một cái chủ đề à, mình nghĩ nó cũng cũng rất là thú vị à, và nói về cái chủ đề rằng là những cái những cái mà chính cái thứ mà mọi người hay trì hoãn à, và bây giờ chúng ta chào lòng quen với nhau bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 nha và Bạn nào mà à, biết mình rồi thì chúng ta giới thiệu về mình à, Để chúng ta cùng nhau biết Và bạn nào mà comment số 1 lần đầu tiên mình biết với các bạn Thì lần sau mình sẽ Sau khi mình livestream xong thì mình sẽ làm quen với các bạn Chào bạn Huyền Trang ok Chào bạn Hồ Kích Tri Một người bạn của mình, học 12 của mình ở bên nước Anh Chào bạn Nguyễn Thị Hà, chào bạn Mai Anh Bảo Vân à, chào và các bạn à, à, chia sẻ livestream này và chúng ta cùng nhau cùng cùng nhau kết nối cùng nhau làm quen với tất cả các bạn bè trên khắp mọi miền đất nước chào bạn nguyễn thị hà vâng và bạn nào lần đầu tiên biết mình xem livestream này thì các bạn bấm số 1 nè à, chào bạn tiến sao mai vâng sao bạn hy nhỉ ok chào bạn lê trọng thông chào bạn à, lâm văn lâm hến ok chào bạn julia bạn nào lần đầu tiên biết mình thì bấm số 1, bạn nào biết mình rồi thì chào bạn Hỷ Hỷ vâng bạn nào biết mình rồi thì các bạn giới thiệu rõ ràng về các bạn và các bạn đang ở khu vực vùng miền nào để mọi người cùng xem livestream này và cùng biết về các bạn chào anh Trần Văn Lâm chào bạn Lê Văn Tâm ok tuyệt vời chào bạn Tâm rất là vui lần đầu tiên biết các bạn à, chào bạn à, à, thứ gì à, Thi Thủy hả Thủy Thủy hả à, chào bạn à, Lương Rinh kẹt gì đó lần đầu tiên biết mình cái nói với mình vâng bạn hồ cái tri chào bạn hồ huỳnh minh chào bạn phạm nhật quang ok à, liên tục đi các bạn ơi liên tục đi và chia sẻ livestream này về nhà các bạn à, bây giờ là thủ tục chúng ta làm quen với nhau bạn Hè mà gọi số 1 gì bạn hà là phải gọi số 2 à bạn nào biết mình rồi thì gọi số 2, số 3, số 2 Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì gọi số 1 Ok, để chúng ta cùng nhau biết Rồi chia cái livestream này về nhà các bạn Và sau cái phần giới thiệu này thì chúng ta như thế nào à chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình và chúng ta nói bây giờ mình giới thiệu về mình trước à, mình tên là Nguyễn Thái Duy và chào bạn Nguyễn Tuấn Vũ à mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình là người sở hữu vườn ươm doanh nhân B-training và mình là rất là vui mình rất là vui hôm nay chia sẻ một cái chủ đề đặc biệt này đến các bạn à, cái tên vườn ươm ương nhân mình là giới thiệu để cho các bạn cùng biết vườn ươm doanh nhân các bạn thấy chưa vườn ươm doanh nhân à, cái khóa học nổi tiếng của mình là làm chủ doanh nghiệp à, giúp cho bạn sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng cái cách đi lên từ tay trắng à, và cái đây là cái địa chỉ của trung tâm của mình à, số 199 điện biên phủ phường 15 quận bình thạnh thành phố hồ chí minh và mình là tác giả của ba cái quyển sách này cái quyển thứ nhất là quyển vườn biển lớn cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu cái quyển thứ hai là quyển mở ngày một chút thôi nó chứa đựng 101 bài học từ kinh doanh cuộc sống và đời thường và cái quyển thứ ba là bì dân đời quay ok chưa à... ngay bây giờ nếu bạn nào sở hữu hai cái quyển sách tiếng việt này thì trên khắp mọi miền đất nước thì các bạn cứ việc comment số điện thoại xuống thì ngày mai các em nó sẽ gửi hai cái quyển sách này đến cho các bạn trên khắp mọi miền đất nước hai quyển sách chỉ có 210.000 thôi à, đúng giá bìa không lấy lên đồng nào hết còn free ship cho các bạn nữa cái chi phí ship mà gửi đến nhà các bạn á ở các tỉnh nó khoảng 50 000 đó trong thời gian này mình free ship và bạn nào mà sở hữu hai quyển sách này thì các bạn sẽ được vào một cái group riêng của của mình một cái group riêng của mình à một cái group uh, cái group đó là cái group dành cho những người sở hữu sách và vào trong đó thì mình chia sẻ sâu hơn những bài học kinh doanh các bạn đặt mình những câu hỏi về kinh doanh à khắp mọi miền nước và cái loại nữa khi vào cái lớp đó là các bạn được làm quen, làm quen với gì à? à với các bạn đam mê kinh doanh, thích kinh doanh và đang kinh doanh khắp mọi miền đất nước này rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Nên bạn nào mà đã sở hữu hai quyển sách này rồi mà chưa được vào lớp thì các bạn comment xuống. Đó là có sách rồi mà chưa được vào lớp. À, và các bạn anh à, à, trả lời à, có cái đường link. À, thì các bạn mới được vào group ok chưa à. À, muốn vào group thì các bạn phải trả lời được hai cái câu hỏi thôi thì các bạn được vào group việc nó rất là đơn giản nó như vậy còn các bạn không trả lời được thì các bạn không có vào group đâu à. vâng và bây giờ các bạn giới thiệu về các bạn đi vừa rồi là mình đã giới thiệu về mình rồi thầy ơi em có một cuốn à, một cuốn thì dĩ nhiên là không được rồi cái tiêu chuẩn nó rất là rõ ràng rồi mà à, hai cuốn mới được vào một cuốn là không có được vào và các bạn nào comment thì xong sau, sau khi sau khi cái livestream này thì mình sẽ đưa các bạn cái đường link để các bạn trả lời được câu hỏi thì các bạn vào và các bạn nào mà à, trên khắp mọi miền đất nước mà các bạn muốn uh, sư hai quyển sách bạn lê văn tâm bạn muốn sư quyển sách thì bạn cho mình cái số điện thoại ngày mai các em nó sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước ok rất là tuyệt vời bây giờ các bạn giới thiệu về các bạn đi cứ thứ năm hàng tuần thứ năm tuần này bữa đó là thứ ba nào tối năm thì mình có cái lớp À, hoàn toàn miễn phí chia sẻ đến các bạn cái cách làm chủ doanh nghiệp à, và à, bạn nào có thì comment để mình đưa link còn à, có không có nghĩa là các bạn được vào group mà các bạn à, đưa các bạn đường link và các bạn có được cái đường link rồi các bạn trả lời những câu hỏi thì các bạn muốn được vào group chứ không phải là có sách là được vào group cái đó là điều kiện tại vì bạn nào có sách thì các bạn sẽ trả lời được những cái câu hỏi đó các bạn không có sách bạn sẽ không trả lời được những câu hỏi đó vâng à, và tiếp tục có những bạn à có mới có một quyển sách à, à cũng nói với mình là à, em đã có hai quyển sách rồi nhưng mà chừng cuối cùng mình đưa link á. mình đã nói là không có đủ hai quyển sách thì không có trả lời được những cái câu, câu hỏi à, phải có đủ hai quyển sách chào bạn lê văn tâm ngày mai các em nó sẽ gửi cho em nhé em rất là nhanh và rất là mau mắn cái đó là tư duy của người làm kinh doanh quyết định rất là nhanh tuyệt vời bạn tâm ơi chào bạn ca tuyền rất là lâu rồi chưa gặp em à, và thứ bảy chủ nhật tuần sau thì mình có cái lớp học rất là nổi tiếng mình triển khai chính năm nay đó là lớp làm chủ doanh nghiệp cách đi lên à, từ những người khởi nghiệp từ năm xu vâng và bây giờ là cái phần mình chia sẻ các bạn nào chưa chia sẻ cái live stream này thì chia sẻ về nhà các bạn à, để chúng ta cùng nhau gửi cái thông điệp này đến cho rất là nhiều người à, và bây giờ chúng ta lại tiếp tục để đi tiếp ok giờ cái lý do thứ nhất à, lý do trì hoãn các bạn trì hoãn không phải trong khởi nghiệp đâu trong kinh doanh đâu mà trong tất cả mọi thứ cái tính trì hoãn là cái tính dở hơi nhất cái tính đó nó sẽ làm cho chúng ta không đạt được những cái gì trong cuộc đời này người mà có tính trì hoãn thì không làm được những cái gì à, à, mình mà mình mà có nhân viên mà nhân viên mình trì hoãn thì không giải quyết được cái vấn đề gì bạn minh hòa cái việc kinh doanh của bạn hiện tại có tốt hay không à, không thấy bạn đi học thêm nữa à, và cái người mà có tính trì hoãn á thì tệ hại lắm và bạn nào mà thực sự đang có cái tính trì hoãn này thì mình khuyên các bạn mình khuyên các các bạn nên gì à? nên thay đổi cái tính cách này đi à, nếu mà các bạn vẫn cứ còn cái tính cách này thì thì bạn đòi làm chủ bạn mơ kinh doanh bạn mơ thành công thì cái việc đó là cái việc mà 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 nó rất là viễn vong cái việc là không thể à, tại vì cuộc đời của chúng ta chúng ta đâu có dài đâu chúng ta sống đâu có nhiều thời gian đâu mà chúng ta cứ ngồi đó chúng ta hứa hẹn rồi chúng ta trì hoãn hết ngày này qua ngày khác càng lớn tuổi thì chúng ta không còn cái năng lượng để chúng ta làm việc trẻ thì hẹn vài năm nữa Vài năm nữa thì có gia đình rồi con cái rồi lớn tuổi rồi làm sao mà làm Nó là những cái người trì hoãn là những người Cái người nào mà họ hẹn thêm vài năm nữa là những người đó họ dở hơi không thể tưởng được Tại vì họ đang trì hoãn và họ trì hoãn với ai? Họ trì hoãn với cái cuộc đời của họ Những cái người đó nó dở hơi không thể tưởng được Và bạn nào mà có những cái tính trì hoãn Và đó là lý do cho tới giờ này bạn không đạt được cái kết quả gì trong cuộc đời của bạn hết à. Và nếu ngay cái giây phút này mà bạn nghe cái livestream này mà bạn vẫn còn trì hoãn thì mình nói với các bạn luôn, à, bạn cũng sẽ chả có cái gì khi mà bạn nằm xuống đất đâu, à, bởi vì cái tính trì hoãn là một cái trong những cái tính mà cái tính gì hơi thôi, à, cái tính nó không có giải quyết được cái vấn đề gì hết, đặc biệt người trẻ mà trì hoãn à, và những người trì hoãn họ hay nói cái câu gì à, à phải chi hồi hồi lúc trước à, em biết thầy nói chuẩn có gia đình rồi khó khăn lắm ok đúng rồi bạn vũ ơi à và chào bạn mai nguyễn họ hay nói câu là phải chi lúc trước em hay vậy em làm trước và và em ước gì à, năm nay em 20 tuổi à, những cái câu nói đó là những cái câu nói những của những cái con người trì hoãn à, họ hay trì hoãn và họ quen cái tật đó rồi họ quen cái tính cách đó rồi nó à, là chừng cuối cùng họ không có đạt được cái gì thành tựu rõ ràng trong cái cuộc đời này hết. Ok chưa? Vậy thì những người trì hoãn là những người có cái tính cách như thế nào? Cái thứ nhất là họ có những cái thất bại trong quá khứ. Thứ nhất này. Các bạn ghi vào này. Họ có những cái thất bại trong quá khứ và chính những cái thất bại trong quá khứ nó làm cho họ không có dám làm nữa. thứ nhất là họ có thất bại trong quá khứ. Các bạn nào ngồi gõ giùm mình đi, thất bại trong quá khứ à. và nó làm cho bạn sẽ không làm nữa chào bạn Huỳnh Văn Nhi ok chào à, chào à, Thúy Diễm Võ chào chị Thúy Diễm Võ chào bạn Nguyễn Minh Tỷ lâu quá không gặp Tỷ nha à, lâu nay em có vợ rồi em biến đi đâu rồi à đó phải chi gặp à, thầy trước đây 10 năm những cái câu đó nó như vậy á chưa gọi hai quyển sách cho em thầy ơi bạn võ quốc tấn ok bạn võ quốc tấn bạn cho lại số điện thoại để mình kiểm tra à thứ nhất là những người họ thất bại trong trong quá khứ ví dụ đi ví dụ trước đó bạn đi ra khởi nghiệp ba lần rồi và bạn thất bại và bây giờ mà kêu khởi nghiệp lần thứ tư là bạn sợ bạn không có dám làm lần nữa à, tại vì à, họ sợ họ không tin rằng là họ làm được hoặc là ví dụ như bạn đi xin việc đi à, lúc trước đó bạn xin việc ba lần rồi mà bạn phỏng vấn không đậu Là lần thứ tư bạn cũng tin rằng là bạn không có đậu Những cái người mà gọi là những cái người À Ok bạn Minh hòa Nếu mà bạn chưa tốt Việc kinh doanh chưa tốt Thì bạn hãy nên làm đi Ok chưa à, Chào bạn Nguyễn Văn Vượng Ở bên Hàn Quốc Ok chưa Chào bạn Nguyễn Văn Vượng Đó à... à Chào bạn Võ Quốc Tuấn Ok à, Sẽ kiểm tra lại cái số điện thoại Không biết tại sao lại là chưa Những cái người á À, bạn chào bà nguyễn văn vượng à, bạn có ông em gì ở biên hòa cái ông đó thì đúng là ông rất là khó kinh doanh đó bạn vượng ơi à, thả, sẵn qua đây cái tư duy ổng cái tư duy nó nó, nó 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 gọi là tư duy của người nhỏ quá mà cái tư duy của người nhỏ thì khó làm kinh doanh lắm à, bạn hỏi mình là à, mình làm có phần mềm mông mà nói là có rồi rồi bạn kêu mình chỉ rồi có ai mà rảnh đi chỉ những cái việc đó cái người làm kinh doanh mà cứ muốn à hỏi mình rất là nhiều thứ và cứ muốn hưởng miễn phí á Trời. Ơi. tức là mình như vậy mà bạn nói là mình là chỉ cho bạn sử dụng cái phần mềm mình đâu phải là người đi kinh doanh phần mềm mình đã nói là làm kinh doanh là cần phải có phần mềm à, cứ ông hỏi mình cái cái gì á mà mình nói là mình biết về cái đó là ông cứ nhờ mình chỉ à trời ơi tức là ngồi chỉ cho mấy ông á trời ơi ai mà rảnh ngồi mà làm chỉ cho mấy ông nó tôi rảnh tôi ngồi tôi uống cà, tôi gặp khách hàng hay là tôi ngồi tôi viết sách nó còn hơn hoặc là livestream này chia sẻ cho nhiều người vài chục ngàn người biết chứ tự nhiên ngồi máy ảo tức là cái suy nghĩ nó nhỏ quá mình nói ổng là cái gì không biết thì đi học ai rảnh đâu mà ngồi chỉ cho các bạn à, thì 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 ổng lại cười hì hì à, tức là những cái người mà tôi duy nhỏ quá vậy thì khó mà đi làm kinh doanh lắm tại tôi duy nhỏ quá tôi duy nhỏ trở thành người nhỏ mọn các bạn biết không khó làm kinh doanh lắm, phải tư duy phải biết thoáng ra à, và rên rỉ với mình là nhân viên nó này nó kia mình kêu nhân viên của bạn mình nghe bạn hỏi mấy câu mình còn sợ huống chi là nhân viên của bạn nhân viên nó ở với bạn chắc là nó ở được với mấy bữa rồi nó đi à, Ông nói là em mất nhân viên hoài à mình nói mình mới mình, mình bạn với mình mới có quen biết nhau à, à bạn với mình mới có quen biết nhau à, à mà bạn còn mình còn thấy ngại làm quen với bạn nữa huống chi nhân viên nó ở với bạn làm sao nó nó chịu nổi à, các bạn có nhận ra điều này không à thì những cái người mà họ trì hoãn á à, lý do thứ nhất là cái trì hoãn do cái sự thất bại á à, thì họ thất bại nhiều lần rồi họ thất bại nhiều lần rồi ok cho nên là bây giờ họ sợ họ không dám thất bại nữa tuy nhiên chúng ta cần phải có một cái tư duy khác chúng ta cần phải có một cái tư duy khác à, tư duy nó như thế nào à À, tớ đã thất bại tới ba lần rồi thì như thế nào ạ à? đó là những cái bài học rất là tuyệt vời để tớ chắc chắn thắng lần thứ tư bạn làm gì chưa đó là cái tư duy của những người họ không trì hoãn còn tư duy của những người trì hoãn á là họ viện lý do họ thất bại đã họ không làm nữa à, đúng rồi thầy nhiều người hỏi rồi cơ em chỉ kinh doanh mà không biết chỉ từ đâu làm làm sao chỉ được lộc ơi rảnh đâu mà chỉ à, và đây những bạn cũng hay hỏi mình vậy á ok các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống số 1 nha để chúng ta biết nhau à, những những cái người mà họ có tư duy trì hoãn á thì họ họ hay như thế nào à họ thất bại lần một lần hai lần ba là họ sợ họ không có dám làm nữa còn những người mà họ có tư duy không trì hoãn á là họ luôn nói rằng Ba à, lần thất bại trước đó là bài học tuyệt vời của tôi để tôi những lần sau này tôi sẽ thành công. À, các bạn thấy cái tư duy nó tuyệt vời mà nó rất là tuyệt vời. À, có, có, có những người thất bại kia là họ dính vào cái thất bại đó để họ sợ, ok chưa? À, họ à, họ cứ nhớ vào cái thất bại, họ nuối tiếc cái thất bại đó. Chào bạn Tèo CA, chào chào bạn Tèo K tèo công an hả à, tèo công an hay là tèo à, tèo ca à, họ à, họ cứ sợ cái sai lầm của họ đó à, mà họ không có dám tiến lên à, còn những cái người mà họ có cái tư duy mà phát triển á tư duy thoát á là những cái lần thất bại chẳng qua là những cái bài học thôi bài học thôi à, nó làm cho càng okay, ngày càng phát triển hơn ok chưa à, nó là hãy luôn tự tin vào chính mình phải luôn luôn tự tin vào chính mình đừng bao giờ trở thành mình là cái người dở hồi mạng bên em à, chập chờn ok à, ok em à, vậy thì ráng cố gắng xem à, rồi nhớ chia sẻ cái livestream này về để ngày mai mình nhớ mà xem em à. cái lý do thứ hai là những cái người này họ có mục tiêu không có thực tế À, những người mà họ có mục tiêu không có thực tế thì họ dễ trì hoãn lắm à. tới tới chưa họ dễ trì hoãn lắm cái mục tiêu không thực tế tức là cái mục tiêu nó xa vời lắm đầy những người ấy, mình có thấy nhiều người ấy, họ hay khuyên các bạn là à, đã lỡ đặt mục tiêu rồi thôi thì mục tiêu nó phải bự không phải vậy không phải vậy mục tiêu càng không thực tế thì chúng ta càng không có động lực để làm À, tức là đặt mục tiêu bự quá chúng ta không có động lực để làm à, và các bạn đặt mục tiêu bự quá các bạn trở thành cái cái gì những cái người ảo tưởng hay là người ta gọi cái từ là đặt mục tiêu không thực tế bình thường em mời gần hết fan của em mà hôm nay em bị sốt nên không dùng laptop Ok bạn Mai anh Vinh à, bạn Mai anh Vinh bạn rất là năng lượng à, bạn rất là tích cực bạn đang gieo những cái hạt rất là tốt hả à, bạn nào hồi nãy giờ mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 đi các à. các bạn dùng ra điều này chưa và những cái người á, mà họ lên các hành động á, thì họ đặt những cái mục tiêu nó rất là cụ thể rất là thực tế ví, ví dụ đi ví dụ đi là à, một 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 người như thế nào ạ à? một người à, chưa bao giờ chào bạn huỳnh minh rất là tuyệt vời chào bạn à, nghĩa anh vâng bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn cứ comment xuống sau cái livestream này thì mình sẽ làm quen với các bạn. Chào bạn Dương Hiếu hảo. Bạn Dương Hiếu hảo hình như là đã đã hình như là bạn đã xem livestream mình một hai lần rồi mà. À. Ví dụ những người họ đặt mục tiêu không thực tế là như thế nào ạ? À? Họ nói là năm nay à, họ sẽ mua à, một cái căn biệt thự. À, nhưng mà nhưng mà nó như thế nào ạ? À? Nhưng mà họ đang ở nhà trọ, họ mua một cái căn nhà bé bé còn chưa xong thì cái, cái đó là thường thường là một người ta nói, nó không thực tế nó hảo huyền lắm à, và chào bạn uh, trương tình ok chưa chào bạn trương tình à, là có phải là bạn tình à uh, uh, thầy nhớ em không có phải là bạn tình uh, vợ của nhi không nhỉ nhỉ à nếu mà tình vợ của nhi thì biết à, còn bạn tình khác thì phải xem lại hình một kỹ mới nhớ vâng À, và trong khi à, à, bằng lái xe thì chưa có à, à, nhà chưa bao giờ mua được cái nhà nào hết mà đặt ra một cái mục tiêu rất là lớn thì cái đó là nó hão huyền nó hão huyền ok chưa chúng chú ta cần phải có mục tiêu nó rất là cụ thể và khi mục tiêu mà nó càng cụ thể thì nó càng thực tế đó nó nằm trong cái khả năng thực hiện được đó, thì nó làm cho bạn hành động liền và nó như vậy á, thì à, nó mới giúp cho các bạn làm được à, trì hoãn là vấn đề lớn của mỗi người trẻ thầy đưa vấn đề này để suy nghĩ đúng rồi nhiều người họ trì hoãn lắm em họ trì hoãn họ trì hoãn kinh lắm à, vậy thì mình hoặc là mình phải chia nhỏ cái mục tiêu của mình ra nếu mà mình thấy cái mục tiêu nó lớn quá thì mình phải chia nhỏ cái mục tiêu đó ra để mình gì à để mình lên kế hoạch mà làm À, đúng rồi mục tiêu bự quá thì thì nó trở thành cái viễn phóng á và nó làm cho chúng ta rất là khó bạn lòng nguyễn nha chào bạn nguyễn hiệp thành ok đó à, là chúng ta cần phải chia nhỏ mục tiêu ra và nó phải thực tế và các bạn nào mà chưa chưa quen đặt mục tiêu á, thì các bạn phải làm việc với những người có kinh, kinh nghiệm ví dụ như các bạn làm việc với mình thì mình sẽ giúp cho các bạn có những cái mục tiêu nó rất là đơn giản cụ thể rõ ràng làm hàng tuần hàng tuần hàng tuần và cứ từng bước từng bước chúng ta đi các bạn thấy không ví dụ như là bạn đặt mục tiêu bạn ăn hết con gà thì bạn chưa ăn miếng nào bạn đã ngán rồi bạn hình dung chưa bạn cứ bưng cái con gà lên để nguyên một dĩa gà nó bạn ngán rồi chưa ăn miếng nào cũng đã ngán rồi sợ rồi à, tuy nhiên nếu mà bạn đặt mục tiêu à, mà bạn ăn từng chút một từng chút một từng chừng chút một tức là chia nhỏ một mục tiêu ra à, cắt cái cánh gà ra à, rồi cái đùi gà ra làm từng chút nhỏ vậy đó à, các bạn như chưa làm từng chút nhỏ vậy đó thì như thế nào ạ à? thì các bạn cứ À, ăn từng chút nhỏ từng chút nhỏ cho tới cái lúc gì nó như thế nào à cho tới cái lúc mà bạn à, lớp link tâm rất hay các bạn ơi ok đúng rồi cái lớp link cái linh lên tâm nó hay lắm á à, bạn Lộc Nguyễn à. à sau này em sẽ học level 2 nữa nó còn hay kinh khủng đó à, để nó giúp cho ta hệ thống hóa Ok chào bạn Vũ Hoàng Tiến ok chưa à, và các các bạn đó mà chúng ta ăn từng miếng từng miếng từng miếng nhỏ thì một ngày nào đó chúng ta ăn hết luôn. Mà chúng ta không biết rằng chúng ta đã uh, uh, ăn hết uh, cái con gà đỏ rồi. Nghĩa là chúng ta chia nhỏ cái mục tiêu đó ra. Còn đặt cái mục tiêu nó lớn nó quá thực tế nó làm cho các bạn nó dễ làm cho các bạn gì ạ? Bị stress lắm. Uh, các, các 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 bạn nên như vậy. Nó nó dễ làm cho các bạn bị stress lắm. Là những người họ không biết, họ không có kinh nghiệm á là họ hay biến cái mục tiêu của họ thành giấc mơ như thế nào là biến mục tiêu thành giấc mơ à, à, em mua hai quyển sách rồi cho em vào group ok à, chút xíu sẽ đưa em đường link và em phải trả lời được câu hỏi thì em mới vào có đầy bạn cứ nói đường link mà không có trả lời được câu hỏi không trả lời câu hỏi thì không có vào đâu à. bạn nào chưa có sách thì các bạn hãy comment xuống và các bạn mua sách và các bạn có hai cái quyển sách rồi thì sẽ ép các bạn vào một cái group riêng cái quyển sách vượt biển lớn và quyển mỗi ngày một chút thôi là hai quyển sách của mình viết đó à, đặt mục tiêu bự như bong bóng phải không thầy? đúng rồi à, ảo tưởng lắm rất là ảo tưởng đặt mục tiêu bự quá thì đặt biến mục tiêu thành giấc mơ còn những người không ngon là họ biến giấc mơ thành mục tiêu và biến mục tiêu thành cái hành động à, đó là chúng ta phải cụ thể cái thứ ba cái thứ ba là có những người họ hay tìm người để họ đổ lỗi tức là họ sinh ra tức là họ là cái kiểu người cái kiểu người của đổ lỗi Đó. họ mà không đậu được đại học á thì họ nói là tại bố mẹ của họ à, không tạo điều kiện cho họ học tức là nó có cái dạng người mà chuyên đổ lỗi các bạn em đang ở hàn quốc làm sao để mua sách của thầy à, bạn nghĩ anh em muốn mua sách của mình thì rất là dễ em báo cho người nhà của mình ở bên Việt Nam, à, rồi em em xin số điện thoại của người nhà ở bên Việt Nam, à, có bạn Nguyễn Vức Quốc Vượng ở bên Hàn Quốc bạn cũng mua theo cái cách đó đó, à, và sách sẽ gửi được về nhà của em và có ai đi qua đi lại đó người nhà của em sẽ gửi qua cho em, ok chưa? nó rất là đơn giản nó như vậy bạn nghĩ anh à, bạn Nguyễn Vức Vượng hoặc là bạn trai 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 ở trên này đang ở đài loan á, bạn cũng làm theo như vậy rồi, một số bạn ở bên nhật cũng làm như vậy, ok, bạn nghĩ anh ơi, à, nên rất là đơn giản vậy. vậy thì, có những người họ có tính cách họ hay đổ lỗi và những người họ đổ lỗi là những người họ trì hoãn ghê lắm, họ đổ lỗi, họ làm cái gì đó không được á, là họ tìm ai đó để họ đổ lỗi, họ tìm ngay cái lý do nào đó họ đổ lỗi. ví dụ họ thi rớt đại học là họ không nghĩ là họ học dở mà họ nói là à, do ba mẹ của họ À, do ba mẹ của họ à, không không à, không tạo điều kiện cho họ học à, họ kinh doanh không được thì họ nói là do thị trường à, à, do thị trường bạn tuyết nguyễn từ từ để mình livestream xong thì mình mới đưa bạn đường link được mình đang livestream mà bạn nhắc đi nhắc lại hoài mình đang livestream làm sao mình đưa đường link cho bạn được à, bạn chỉ cần nhắc một lần thôi thì sẽ biết rồi không cần phải nói đi nói lại nhiều lần à, ok vâng và nó như thế nào ạ à? và họ hay tìm người để họ đổ lỗi họ đổ lỗi là do nhà họ nghèo họ đổ lỗi là do họ không có điều kiện họ đổ lỗi là do ba mẹ họ không có cho họ đi học tức là học tìm một cái gì đó để họ đổ lỗi nhưng mà cái người á mà không trì hoãn thì họ lại khác à, 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 họ tính rằng cái việc mà không làm được việc đó là do họ bị thiếu cái gì đó do họ đang bị thiếu cái kỹ năng gì đó do họ chưa giỏi cái gì đó chào bạn trương hoàng Hình long chào bạn thảo à, thảo phương nguyễn chào bạn nông văn thượng <laughs> ok bạn thượng ơi lâu quá chưa gặp em bạn nông văn thượng lâu lắm rồi nha không có, có gặp em á À, tức là những những cái người mà họ đổ lỗi là vui lắm tức là họ sinh ra là họ đổ lỗi cái, đó là cái kiểu người mà 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 các bạn ngồi nghe họ nói chuyện là họ chỉ trích cho chính phủ họ chỉ trích <laughs> cho nhà nước họ chỉ uh, họ nói là do họ không đủ nguồn lực tức là họ luôn là họ đổ lỗi à. chưa có thấy nó học em ơi, bạn Nguyễn Văn Vượng ơi, chưa có thấy nó học, à, bữa nào học lớp 3 giờ rồi về nó cứ nó chát với mình á nó chát mà nó hỏi búi xua đó, mình kêu cái gì nó không biết nó học mà nó cứ nó cười hì rồi cái nó, nó nó ăn rồi nó kêu mình chỉ cho nó, à, và mình mà, mà bữa bực mình quán cái mình la cho nó, mình la em suy nghĩ nhỏ quá, suy nghĩ nhỏ quá thì làm sao mà kinh doanh được? chào bạn Xuân Nguyễn, vâng, đó là cái kiểu người đổ lỗi tuy nhiên nếu mà bạn muốn thành công á thì bạn phải sang cái kiểu người thứ hai đó là cái người là luôn tập trung vào mục tiêu và luôn kiên trì vượt qua mọi trở ngại à, Thậm chí những cái thất bại những cái thất bại trong quá khứ á, đó là động lực để cho họ phát triển cái nghèo á, làm cho họ có động lực để phát triển Cái mà à, ba mẹ không có điều kiện đó chính là động lực để cho họ phát triển à, đó chính là động bẫy À, đó là chính là cái khát khao để cho họ phát triển bản thân mình cũng vậy hồi xưa á, mà mình làm được mình mình mới nói là nếu mà hồi kia mà gia đình của mình không khó khăn thì chắc là có lẽ à, mình không được như ngày hôm nay đâu à, mình sẽ không được như ngày hôm nay đâu à, bởi vì gia đình mình khó khăn nên lúc đó mình mới cố gắng mình mới phấn đấu hồi đó gia đình mình mà nếu mà không đông anh em á, thì mình cũng không được như ngày hôm nay đâu cho bạn thanh hằng lê à, mà do đông anh em quá nên mình phải cố gắng để mình phát triển các 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 bạn hiểu chưa? tức là chúng chúng ta phải thay đổi cái tư duy đi. chúng ta cứ đòi hỏi chúng ta có điều kiện đầy đủ thì chúng ta mới làm được. bây giờ mình hỏi các bạn này. nếu mà cái gì nó cũng đầy đủ thì nó quá đơn giản rồi. có gì đâu phải suy nghĩ. nếu mà tiền mà có tiền mới ra cái danh được thì nó quá đơn giản. đủ kinh nghiệm rồi mới ra qua cái danh được thì nó quá đơn, đơn giản. thì cái tài năng bạn, tài năng của bạn, năng lực của bạn nó chỉ phát triển khi nào à à khi bạn gì à bạn ở trong cái điều kiện khó khăn thôi à, và không không có tiền mà đi ra kinh doanh được mới là mới là người tuyệt vời à ok các bạn ơi à, vâng và hồi nãy giờ mình nói cũng nhiều rồi bây giờ mình dừng lại một chút xíu để mình giới thiệu sơ về mình nha à, mình tên là nguyễn thế dư nha bạn nào chưa biết mình lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 xuống à và bạn nào mà đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu rõ ràng hơn về về bạn à, và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì comment số 1 thì thì sau đó chút xíu nữa mình sẽ kết nối với các bạn bạn nào sở hữu hai cái quyển sách của mình rồi thì các bạn comment xuống à, để chút xíu mình à, xong rồi mình sẽ đưa link cho các bạn thì các bạn vào trong cái group còn bạn nào mà chưa sở hữu hai cái quyển sách của mình à, cứ... thứ nhất là cái quyển vượt biển lớn và quyển th th thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi À, thì à, khi các bạn sở hữu hai cái quyển sách này thì mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng à, cái... của những người làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này à, em đang rất chán nản thầy có bài giảng nào giúp em chết không ok chưa có bạn Kim Dung à, bạn lên trên youtube của mình mình có cái bài nói về à, để làm cho em không còn chết nữa đó à, ok chưa làm cho em không còn còn chết nữa đó bạn Kim Dung rồi lên trên cái kênh youtube của mình á, sập hoặc là sập Nguyễn Thế Duy, à, trong đó nó có nguyên một cái bài nói lý do vì sao chết và cái cách nào để chúng ta không còn chết nữa, ok không bạn Kim Dung nha à, ở đời mà chúng ta sống có bao nhiêu năm đâu mà chúng ta chán nản, bạn Kim Dung ơi, à, nó là các các bạn thấy không ạ, à? À, cái dạng người mà họ luôn tìm lý do để họ đổ lỗi là là các bạn thấy chán lắm nhưng mà cái dạng người họ không ngoan á, họ không ngoan á thì thì những cái khó khăn những cái thất bại đó là cái động lực để họ đi lên à chào bạn huỳnh mai rất là vui chào bạn huỳnh hoa ok rất là vui lòng quen với em à, và cái thứ tư cái thứ tư là dạng người họ suy diễn quá nhiều à, họ suy diễn quá nhiều bạn trinh ngọc nè à, đưa bạn linh rồi mà bạn không chịu trả lời nên là bạn không có vào rất được bạn phải trả lời cái câu hỏi à, ok chưa bạn phan hữu quang À, xin chào tờ giấy ok cào. chào cho bạn hải âu ok chút xíu nó sẽ đưa và bạn nào chưa có sách thì các bạn comment xuống, à, bạn cho số điện thoại thì sách sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước hai quyển sách là 210 trăm mười phi ship cho các bạn gửi về đến nhà luôn nha ok các bạn ơi à, cảm ơn bạn kim nhung à, bạn mua hai của quyển sách của mình bạn về bạn đọc thì bạn sẽ hết chết liền bạn phải khát khao liền bạn phát triển liền À. cái dạng thứ tư là dạng con người mà như thế nào ạ à? họ suy diễn quá nhiều à. họ tự lý giải bản thân mà theo hướng tích cực à quên theo hướng tiêu cực chào thầy em rất quen rất quen được biết thầy ok chào bạn tấn nguyễn rất là vui làm quen em chào bạn thu lê à. tức là có những người à, họ luôn suy diễn mọi vấn đề cho nó trầm trọng ra à mạng bên em hơi yếu à do mạng yếu em À, nên à, em chia sẻ cái livestream này về rồi ngày mai em xem bạn nào chưa chia sẻ livestream thì các bạn chia sẻ livestream về ngày mai các 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 bạn xem à, các bạn tranh thủ đi để mạng yếu thì chia sẻ livestream này về nhà các mình các bạn bạn nào chưa chia sẻ livestream thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ đi Mỗi người chúng ta chia sẻ một chút xíu để chúng ta thoát ra à, mình nói lý do để các bạn thoát ra mà có những người họ như thế nào à lúc nào họ cũng suy diễn mọi thứ nó phức tạp họ ngồi họ nghĩ họ nghĩ nhiều quá rồi họ nghĩ mà nghĩ nghĩ theo cái dạng gì các bạn nghĩ theo dạng phức tạp á nghĩ theo dạng ok cho bạn nghĩ anh em báo cái nhà em luôn nha chúng tôi gọi là người nhà em không biết em gọi cho em báo cho người nhà em là à, em đặt mua hai cái quyển sách đó như vậy à, rồi họ suy diễn biết họ suy nghĩ mết xong cái làm cho họ phức tạp cái rồi họ không làm thôi đơn giản nó như vậy thôi à, họ phê phán à, chính họ rồi à, họ làm cho mọi thứ nó phức tạp ra có những cái dạng người nó rất là kỳ lạ vậy á à, tức là việc lớn việc nhỏ gì họ cũng ngồi họ suy diễn mà họ suy diễn theo cái kiểu tiêu cực không có ghê chứ à, thì cái điều này nó hoàn toàn không có tốt và bạn nào mà đang có cái tính cách đó vậy thì các bạn bỏ đi À, khi mà việc gì nó xảy ra thì chúng ta bắt tay vào chúng ta làm chứ ta, thay vì chúng ta ngồi chúng ta làm đi chứ ngồi suy diễn gì mà suy diễn á suy diễn theo hướng phức tạp suy diễn theo hướng chán nản suy diễn theo cái hướng mà để không hành động thì vậy mà cũng ngồi suy diễn không thể hình dung được không thể hình dung những cái con người nó như vậy được à mình phải suy nghĩ cái mình mình phải chọn cái hướng suy nghĩ à chào bạn thảo nguyên à chào bạn hằng thi lâu quá là chưa gặp em À, chào bạn thu lê em đang học lớp làm chủ trình của thầy hai ngày cuốn sách của thầy em đang đợi quyển sách thứ ba ok chào bạn thu lê tuyệt vời à, đừng bây giờ mà mình hãy mình hãy chọn cái hướng suy nghĩ làm sao á mà nó có lợi cho cái hành động của mình chứ đừng cứ ngồi mà chọn cái suy nghĩ à, theo cái hướng nó phức tạp rồi phàn nàn rồi càm ràm rồi suy nghĩ rất cái tự nhiên họ tuyệt tuyệt vọng thôi nội Nói à, họ suy nghĩ mấy cái hầm mẹ thôi họ đủ mẹ thôi vậy thì con công sức hơi sức đâu mà làm nữa nó là à, hãy hãy quen với cái tính cách rằng là bắt tay vào hành, hành động ghi những cái công việc cụ thể chi tiết ra à, đừng có ngồi suy diễn quá à, à, ok chưa? nhưng những cái người kia à, họ hay suy diễn ví dụ như là à, do hồi nhỏ mình bị cái con mèo nó cắn nên bây giờ mình xui rủi lắm. À, ngày hôm qua mình ra đường mình gặp cái ông đó bây giờ mình nó còn rất là xui. Tức là họ suy diễn theo cái kiểu mà không thể chấp nhận được. Em đang có một quyển vượt biển lớn, anh gửi cho em cái quyển mỗi ngày một chút thôi qua số điện thoại. OK, bạn Vũ Hoàng Tiến ngày mai các em nó gửi cho. Hình như hôm qua bạn có nhắn rồi thì phải mà. À, hôm qua như bạn nhắn rồi mà đúng không? À, tức là họ suy diễn theo cái kiểu mà 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 theo cái suy nghĩ của họ nó không thể chấp nhận được ừ. chào bạn trần thu hương ok nếu bạn lần đầu tiên biết mình thì comment số xuống comment số 1 xuống để mình làm quen với với, với các, 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 các bạn bây okay, giờ tiếp tục ta có những người á họ thiếu sự ủng hộ từ người thân à. họ thiếu sự ủng hộ vào người thân tức là họ làm cái gì người thân của họ cũng sẽ không ủng hộ đó bởi vì những cái con người này á cái cách sống của họ đó cái cách sống của họ ngay từ đầu á thầy ơi hai quyển sách thầy giới thiệu là gì ok à, cho bạn kim dung mình có hai cái quyển sách em à, quyển thứ nhất là cái quyển vượt biển lớn này, em à, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu và quyển thứ hai là cái quyển mỗi ngày một chút thôi À, mỗi ngày một chút thôi. Hai cái quyển sách mình là nó giúp cho bạn giải quyết về cái tư duy. Cái quyển thứ ba là quyển tiếng anh rồi không đó. À, nó giúp cho em giải quyết về tư duy về tháo gỡ con người trong con người của các bạn và và nó giúp cho em ra làm kinh doanh tốt. À, nó giúp cho em tự tin vào chính mình. Nên là em muốn mua hai cái quyển sách này thì hai quyển sách này thì hai trăm mười ngàn thôi em. Và em chỉ cần cho số điện thoại là sách sẽ gọi đến nhà em trên khắp mọi miền đất nước. Free ship cho em. À, không những phí ship cái cái phí cái ship của em là nó đã 50 mươi ngàn rồi nha à, rồi em còn được ép à, vào một cái group à, một cái group riêng cái group này toàn là những người làm kinh doanh nó là em cho số điện thoại thì sách sẽ được gửi vào nhà được ok chào bạn nam đế lâu quá chưa gặp em ok rồi có những người họ thiếu cái người thân ủng hộ họ thiếu cái sự ủng hộ của người thân trên trên cái hành trình họ đi ba mẹ họ cũng không ủng hộ bạn họ anh chị em cũng không có ủng hộ họ bà con không ai ủng hộ họ ôi à. À. Ừ, bạn làm nhà nước thì bạn cũng, cũng nên đọc cái quyển sách này nếu mà bạn làm nhà nước thì bạn Có cái thói quen này bạn cần phải có cái thói quen đọc sách bạn kim vô rồi à, chứ còn nếu mà bạn bạn nói là là nhà nước nên nó không liên quan thì, thì thì, thì rõ ràng là bạn không có thói quen đọc đọc sách rồi và chính vì bạn không có cái thói quen đọc sách nên là nó làm bạn stress nó làm cho bạn không có giải quyết được bởi vì sao ạ à? bởi vì cái năng lực cá nhân của chúng ta nó kém á cái năng lực và tư duy của chúng ta nó kém á nó dẫn đến là chúng ta rất là dễ bị stress ok chưa nó là cái quyển sách rất là rẻ mà bạn còn suy nghĩ nữa thì 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 thì, thì mình nghĩ rằng là à, chắc là rất là khó để tháo gỡ cái công việc cho các bạn à, chào bạn hình văn okay, cho chào hình văn à, rất là tuyệt vời tiếp tục đi ạ à. à, nó là những cái con người họ không có cái sự ủng hộ từ người thân từ bạn bè à, và và như thế nào ạ à? à, và họ họ không có biết cách họ không có cái kỹ năng để làm cho những cái người thân của họ đó ủng hộ họ làm à cái cái bạn như chưa à, tức là bố mẹ họ không có tính như là họ làm được và và họ cũng không có biết cái cách nào để mà thuyết phục để tất cả những người đó ủng hộ mình à, quyển mỗi ngày một chút thôi em nghĩ nên đọc mỗi ngày thầy ạ à, em đọc đi đọc lại vẫn thấy cần đọc ok cảm ơn bạn Đỗ Thu trang nhiều À, cái quyển này là cái quyển mà chia sẻ kinh nghiệm mà à, nó là uh, bạn thu trang ở đắk lắk này và bạn đã đọc cái quyển này và bạn thấy rằng là cái điều này nó rất là cần thiết à, cảm ơn bạn thu trang nhiều rất là vui khi em uh, đưa cái comment rất là tuyệt vời về cái quyển sách nó như vậy à, bạn thu trang ở mãi đắk lắk lặng đó các bạn à và bạn kim dung nếu mà bạn còn suy nghĩ gì đó thì bạn hãy liên hệ với bạn thu trang để để bạn xem ok cảm ơn bạn kiều dung à À, cảm ơn bạn phạm Ngọc quý ok à. các 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 bạn dùng chưa à, và và nó như thế nào ạ à? họ họ không có được những người thân yêu họ ủng hộ và họ cũng không có biết cách để làm sao những người thân yêu họ ủng hộ họ đó à. có những ông chồng ra kinh doanh mà vợ không có ủng hộ à. thậm chí đi học luôn mà mà vợ cũng không có ủng ủng hộ à. Bởi vì sao à? Bởi vì hồi giờ Họ không có cái bản lĩnh Để họ làm cái việc đó à, Là những cái người đó Thì hãy xem lại cách ăn, cách sống, cách ở của mình Bạn ăn, bạn sống, bạn ở Cái gì mà người thân của bạn không bao giờ ủng hộ bạn hết ừ. Các bạn nhớ ra điều này, này, này Rồi, tiếp tục Cái số 6 à, Các bạn ghi vào cái số 6 Hồi nãy giờ mình thấy không có ai ghi hết nè Các bạn không có ghi Các bạn không có ghi cụ thể ra Các bạn ghi cụ thể ra thì các bạn mới nhớ được các bạn không ghi mà sao các bạn nhớ được nhỉ? À. mình không thấy các bạn ghi rồi các bạn nào hỏi thăm mình cái gì không thì các bạn comment các bạn hỏi thăm đi à. bạn nào chưa có sách thì các bạn tranh thủ các bạn um, inbox cho mình cái số điện thoại để mua sách đi các bạn ơi à. mua hai quyển sách cho 210 ngàn à còn được ép vào cái riêng nữa rồi được free ship nữa quá tuyệt vời rồi cái kiến thức trong sách nữa nó giúp cho bạn phát triển rất là nhiều thì tại sao mà các bạn lại còn à, suy nghĩ đắn đo gì chỉ cho nó mệt nhỉ ừ. cái thứ sáu là những người à, không chịu trách nhiệm về cái hành động của mình à, cái hành động của mình gây ra mà mình mình không có chịu trách nhiệm về cái hành động đó thầy ơi cho em hỏi khởi nghiệp trì hoãn là sao thầy vậy thì bạn hãy xem cái livestream này đi à bạn ấy xem hồi nãy giờ thầy em không có thời gian thôi ồ vàng. À, những người nói không có thời gian thì hiểu luôn rồi à, thời gian là của bạn mà bạn không nói bạn nói bạn không có thời gian thì mình hiểu bạn luôn rồi cái đó là một cái lời nói dối người ta gọi là một cái lời nói dối à, tưởng như nó hợp lý nhưng mà cái đây là dành cho những cái người mà cái người mà nói không không có thời gian là những người mà đó là những lời nói dối mà tưởng như nó hợp hợp lý họ đang nói dối với chính họ luôn bạn hay mình gì một ngày cũng có 24 tiếng đó chúng ta nói không có thời gian là chúng ta vô vô lý và chúng ta chỉ sắp xếp thời gian sao cho nó hợp lý thôi chứ đừng có nói là không có thời gian chúng ta không có thời gian làm sao mà chúng ta sống được chúng ta chết rồi à, đó là những lời nói dối nghe có vẻ rất là hợp lý à, ok chưa à, họ họ không họ không gì à? chào bạn thành đại ok chưa Họ không chịu trách nhiệm với những cái hành động của mình Thời ơi, sao lúc nãy điện thoại của em không báo live stream của thầy Làm sao mà mình biết được Tự nhiên bạn hỏi mình Nghĩa là bạn không bấm vào cái nút theo dõi Bạn không có bật cái nút theo dõi mình Thì làm sao mà nó báo cho các bạn được à, Cho bạn Hà Vũ, ok chưa à, Cái lỗi đó là họ, do họ gây ra À cái lỗi đó là họ gây ra Nhưng mà họ không có chuyện nhận Họ hay đổ thừa cho người khác Và thế là họ không bao giờ họ lớn được Họ luôn né tránh cái lỗi của họ gây ra Họ làm không được Họ bán hàng dở Thì họ nói là tại vì khách hàng Thời gian là do tự mình làm ra Hoặc mình tìm tìm cách khác chứ Mà nói vậy Đúng rồi bạn Phạm Ngọc Quý chính xác luôn đó, đó. Cái người nào mà họ nói họ không có thời gian là cái lời nói dối à, cái lý do bào chữa thôi nhưng mà họ nói dối chính họ nhưng mà họ thành cái thằng nói dối với người khác à. em cứ doanh thời trang như em lại không bán hàng à, like được chắc em không tự tin đúng rồi bạn mà bạn không bán hàng like được là do bạn không tự tin thôi à. mình đâu mình à, bạn mua cái quyển sách của mình bạn về bạn đọc và mình có nói ở trong đó bạn hình minh mình có rảnh đâu tự nhiên mà đi tư bắt à đầy những bạn như vậy á lên là cứ gặp mình là thầy giúp em được không thầy tư vấn rảnh đâu mà tư vấn cho 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 các bạn cứ những cái này mình có hết trong sách và mua sách về tự đọc và tự biết nhiều người lắm cứ xuống này inbox là à, 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 à thầy hướng dẫn tư em thầy cho em lời khuyên thậm chí chưa biết bạn cái gì mà thấy không à, mình nghe bạn nói là mình biết là bạn rất là khó khăn à Mới vừa lên livestream bạn thấy mình là bạn đòi mình giúp bạn liền à Mà thật sự mình không biết bạn mặt méo hay mặt tròn Mình cũng chưa bao giờ biết là bạn ở đâu Thậm chí chưa biết bạn nam hay bạn nữ Không biết bạn mà nhào vô một cái là đòi giúp liền à Mình không hiểu là các bạn suy nghĩ như thế nào à, Mà mình giúp các bạn cái gì nhỉ Trong khi mình chả hiểu các bạn về gì hết à, Nhiều lắm Đại như bạn xem livestream cứ nhảy vô giúp à mà thậm chí À, nhảy vô inbox á, chưa chào mình được cái câu nào chưa hỏi được nhau nào chưa hiểu gì đó. cứ nhào vô là chào giúp à mà không biết giúp cái gì à, tình cờ biết được clip của thầy em vừa làm việc vừa xem hay quá tuyệt vời mỗi người mỗi ngày đều có 24 mươi bốn tiếng thì bảo không đủ thời gian thì thì bảo không làm gì cho hết thời gian đúng rồi à, đó là tầm bởi vì tư duy họ có vấn đề thôi tư duy họ có vấn đề nó là hãy chịu hành động cho cái trách nhiệm của mình Những cái người mà họ không chịu hành động cho cái trách nhiệm của mình là họ hay đổ thừa Họ đổ thừa là họ không có thời gian Họ đổ thừa là do người này làm cho họ chết Họ đổ thừa cho nhà nước Họ đổ thừa cho chính phủ Họ đổ thừa cho anh công an Tức là những cái người đó họ không có chịu trách nhiệm Họ đổ thừa họ gặp ai họ cũng đổ thừa à, Vì họ sinh ra là để họ đổ thừa Thầy cho em hỏi là làm sao mình khuyến khích À, khách hàng nói làm sao em cứ khuyến khích khách hàng nói được em phải hỏi thì khách hàng họ nói thôi em hỏi đúng thì khách hàng họ nói thôi chào bạn phan hữu quan ừ. còn em cứ em dành em nói hết thì khách hàng họ không thèm nói biết nhận mà không biết cho ok chào bạn henry trần đúng rồi cảm ơn bạn henry trần rất là nhiều à. những bạn mà có cái tư duy như vậy thì phần lớn là các bạn rất là khó kinh doanh cứ nhào vô một cái là cứ đòi giúp à mà thậm chí hỏi thăm nhau vài câu cũng chưa có không tìm hiểu về nhau đó à, mình cứ mua sách về đọc để biết đi thì lại cũng không thèm mua à, mà cứ lao vô thì đò giúp mình không quản lý được thời gian thì thời gian sẽ quản lý lại mình phải không thầy thời gian thì nó không quản lý lại được chúng ta mà nó là như vậy nè bạn hình hình văn mình mà không quản lý được thời gian của mình á thì người nào đó đang làm chủ thời gian của mình ý nghĩa nó là như vậy á em đọc quyển vượt lớn của thầy và em ngưỡng mộ thầy lắm em học được rất nhiều ok bạn mai nguyễn em đọc cái quyển mỗi ngày một chút thôi thì em càng phát triển nữa à, chào bạn đinh khắc dũng ok ngày mai sẽ gửi sách cho bạn đinh khắc dũng cảm ơn bạn đinh khắc dũng ở đắk Lắk nhiều ở buôn hồ đắk Lắk rất là tuyệt vời à, à, thầy gửi em một bộ sách nha thầy ok chào bạn kim nhung hồi nãy giờ mới thuyết phục được bạn đó nghĩ là bạn đã ra được cái quyết định rồi bạn đã ra được cái quyết 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 định rồi rất là tuyệt vời nghĩa là bạn đã đã có sự phát triển nhưng mà phải chi bạn ra cái quyết định nhanh hơn nữa này thì con người bạn nó mới quyết liệt hơn à, chưa gặp đã đòi hỏi ok chào bạn phan khắc dũng rất là nhiều à, chính xác nó là như vậy à, nó là chúng ta hãy chịu trách nhiệm về mỗi cái hành động của mình cho đó là cái điều thứ sáu cái điều thứ bảy là họ có thói quen bỏ cuộc nửa chừng hả à, họ làm cái gì họ bắt tay vào một chút xíu là họ cũng bỏ cuộc à bạn minh khắc dũng và bạn kim dung tuyệt vời ok bạn mai anh Vinh cảm ơn em đúng vậy các bạn đó rất là tuyệt vời vì các bạn đã ra được cái quyết định và chắc chắn à, các bạn đọc hai cái quy sách của mình mình kèm kết luôn các bạn như thế nào à sách thầy hay lắm em xe giúp thầy nhé chúc thầy càng ngày càng thành công ok chào bạn nguyễn thương cảm ơn em rất là nhiều đọc cái à nhờ mai anh vinh đó à ô hay quá bạn mai anh vinh rất là tuyệt vời à chào bạn nguyễn thương à, rất là cảm ơn em rất là cảm ơn em à, đúng rồi bạn thu trang vì mình không biết thầy ok cảm ơn em là bạn học em đó thầy à tuyệt vời tuyệt tuyệt, tuyệt vời bạn mai anh vinh đời tuyệt vời à. là những người họ họ như thế nào họ bỏ cuộc nửa chừng họ không hoàn thành bất cứ một cái việc gì đó. cái việc gì họ làm một thời gian là họ bỏ cuộc lúc đầu thì họ rất là hăng hái ví dụ là tập thể dục đi à, kêu tập thể dục là hôm nay là họ hăng hái lắm nhưng mà được hai ba bữa là họ lại bỏ cuộc bạn nguyễn nhật vân đi học lớp khởi nghiệp đi là sẽ thay đổi bản thân liền ok bạn nguyễn nhật vân các bạn biết là bạn nguyễn nhật vân à, bạn nguyễn nhật vân này là đi từ phan thiết vào sài gòn để học đó à, và bạn ở trọ trong này bạn học hai ngày bạn rất là năng lượng à, chào nguyễn nhật vinh rất là nhiều em rất là năng năng lượng rất là tuyệt vời vinh ơi à, các bạn biết là bạn vinh ở túc ngoài phan phan thiết á, à, đi về sài gòn học học hai ngày năng lượng quá trời luôn à, và bây giờ bạn về cái tôi duy bạn rất là tích cực rất là tuyệt vời các bạn có thể kết nối làm quen với bạn bạn Vinh à, tức là hỏi à, hỏi họ, họ như thế nào ạ à? à, cả nhà ai cũng tuyệt vời thôi răng vâng bạn ma dinh rất là tuyệt vời à, họ họ không có đeo đuổi cái gì đến cùng nữa đó ở chút là họ bỏ cuộc thôi họ làm một thời gian thậm chí có những người mà họ đã kết quả rồi họ vẫn cứ bỏ cuộc tình hình đất nước hiện nay theo thầy thì như thế nào tuyệt vời em tuyệt vời bạn sang siro ơi à, đất nước việt nam chúng ta càng ngày càng phát triển à, so với nhiều năm thì nó là phát triển rất là nhiều em lấy hai cuốn ok chào bạn phan trần công thành à, bạn cho mình số điện thoại nha bạn công thành ơi Đất nước mình càng ngày càng tuyệt vời em em, so với 10 năm trước là bây giờ các bạn thấy xe con nhiều ra Nhà cao tầng nhiều ra Tình cứ đều như vậy 10 năm nữa Các bạn biết là Singapore cũng mệt với mình hết chứ không phải giỡn đâu Tàu điện ngầm thì chuẩn bị chạy Sân bay thì càng nhiều Khách du lịch càng ngày càng vô nhiều, tuyệt vời à, Đất nước chúng ta ngày càng rất là tuyệt vời Vâng, bạn Công tham ngày mai các em sẽ giao sách cho bạn nha Đó là những người mà càng thiếu kiên trì á thì họ như thế nào à, à họ bỏ cuộc à, cái gì họ cũng bỏ cuộc đó bắt đầu rồi họ than thở rồi họ đổ thừa họ nói sao họ không may mắn họ nói tại sao họ không đạt được cái kết quả gì hết họ nói đủ thứ hết kinh tế chứng khoán bị sập thì sao chứ cái trời ơi, cái 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 ông sang này hình như là ổng ổng không có cái kiến thức á Chứng khoán sập chỗ nào ngày nay nó lên 1.000 điểm mà sập gì Hồi kia cách đây 3 năm 2008 nó chín nó xuống các bạn nó xuống tới 300 điểm Còn bây giờ nó đang nằm ngàn điểm nó sập cái chỗ nào không à, Hình như là ông này đang đọc tin trái chiều nhiều Cái đầu suy nghĩ tiêu cực Chúng ta hãy nhìn cái góc độ tích cực Chứng khoán đang 1 ngàn điểm Sập cái chỗ nào Thị trường thì có lúc lên lúc xuống chứ Thị trường mà lên như vậy đâu gọi là thị trường Nó lên nó xuống nó lên nó xuống chứ Xuống lên xuống lên xuống lên nó phải nó, nó theo con sống chứ em 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 học kinh tế em hiểu nguyên lý kinh tế chưa nó luôn đi theo dạng hình sinh chứ à, làm gì có vụ đi lên như vậy không à, địa chỉ của em là đào thị kim nhung trung tâm y tế lâm đồng nha thầy ok bạn ở tại thành phố đà lạt hả ok tuyệt vời đà lạt là bạn liên hệ với bạn tiến sao mai ừ. kim nhung, ha? tiến sao mai trung tâm tin học sao trung, trung tâm uh, dạy học sao mai đó và bạn Trần Mao à, Mỹ phẩm Trần Mao đó Hoặc là bạn à, Hương Giang à, Công ty Đà Lạt à, Đà Lạt à, Chuyên kinh doanh về atiso đó à, Đà Lạt Farm đó, Là những bạn đó là à, Học toàn bộ các chương trình của mình và bây giờ các bạn là những cái doanh nhân rất là thành công Rất là thành đạt Đà Lạt học hơi nhiều à Cái số 8 là họ không có tập trung vào mục tiêu cụ thể tức là họ thiếu những cái mục tiêu cụ thể họ cứ lông bông họ cứ lung chung vậy đó họ thiếu cái mục tiêu cụ thể à. và cái đó là cái nguyên nhân làm cho họ trì hoãn à. họ không có cái mục tiêu cụ thể rõ ràng nào hết đó ok không? chào bạn nguyễn sang nhiều à. À, họ thiếu các cái mục tiêu cụ thể nha nên là nó làm cho họ không có tập trung vào một cái yếu tố gì đó được hết Đó à. Em nghe sân bay Đông Thành ý chắc chắn đất Đồng Nai đang sốt ý anh Sang làm ít cục đi. À, ok chào bạn Nam Đế ơi. Tuyệt vời. À, và cái thứ chín mình nói nhanh thôi. Cái thứ chín là những người mà họ mơ mộng hảo huyền. À, họ mơ họ để họ có nhiều thời gian hơn. Họ mơ tức là họ mơ những cái đó không có thực tế người ta gọi là mơ mộng hảo huyền. À, họ mơ mộng rất là hảo huyền. Họ cứ mơ lung tung cảm ơn không đâu chúng đâu đó à, cảm ơn các bạn rất nhiều mình có việc rồi mình cần đi đây